Xin chào các bạn, và trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao đó để các bạn có thể kiếm được ngay 100k ngay lập tức. Và đây là cách hướng dẫn kiếm tiền online và bằng ứng dụng app Momo. Thì các bạn có đã biết về cái cách kiếm được tiền với ứng dụng Momo chưa nào? Và có phải là các bạn thấy cái ứng dụng này nó quá nổi tiếng đi, không? Và đi bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào, bạn hoàn toàn có thể được thanh toán bằng ví Momo. Ví dụ như bạn đi xem phim, không? Hay là bạn đã thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền internet thì đều có thể thanh toán được bằng Momo hết. Nên cái ứng dụng này thì có rất là lâu rồi, và cách đây rất là nhiều thời gian thì Sơn cũng có làm những cái video về hướng dẫn cách để kiếm được tiền với Momo. Thì các bạn có thể vào trên kênh YouTube của Sơn này, các bạn cũng có thể nhìn thấy được rất là nhiều những video hướng dẫn trước đây của Sơn, cách đây 3 4 năm rồi nha. Thì lúc đó thì Sơn đã chia sẻ những cái cách làm sao đó có thể kiếm được 10 triệu từ cái ứng dụng Momo này. Đó, nên nếu các bạn có thể muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể vào cái kênh YouTube của Sơn là Sơn PS để có thể coi được những video này chi tiết hơn nữa nha. Đấy, thì ngày hôm nay thì đây là cái mà Sơn đã chia sẻ cho các bạn, video mới nhất cho năm 2019. Trước đây thì mình đã chia sẻ từ năm 2016 rồi. Thì bây giờ đặt ra câu hỏi là cái app này á, nó còn kiếm được tiền với Momo hay không? Và trên một lượt tải á, thì nó được bao nhiêu tiền? Thì hiện tại là cái ứng dụng Momo này vẫn còn có thể kiếm được tiền nha các bạn. Và trên được một lượt tải về đó, các bạn cài đặt thành công rồi thì các bạn sẽ được 100.000. Ồ, tuyệt vời chưa nào? 100.000 trên một lượt đăng nhập vào. Đó, thì khi mà các bạn đã làm theo những video, làm theo những hướng dẫn chi tiết này của Sơn thì các bạn sẽ được có 100.000 ngay nha các bạn. Và cái này nó có thể kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Thì xin thưa với các bạn rằng có rất là nhiều bạn đã làm rất là nhiều rồi, không? Và làm về hướng dẫn kiếm tiền với Momo này, thậm chí là thu nhập của bạn hàng trăm triệu một tháng trên một cái app này nha các bạn. Bởi vì sao? Trên một app giới thiệu về được 100k mà, rất là cao các bạn. 100k trên một app thì bạn có hình dung như vậy này. Giả sử nhá, ở đây chúng ta giới thiệu được 200 người. Một người là được 100.000, 200 người được 20 triệu rồi. 20 triệu các bạn. Nên nếu ví dụ như bây giờ các bạn giới thiệu 1.000 người đi thì các bạn đã được thu nhập 100 triệu rồi. Thì có những cái cao thủ đó, họ giới thiệu được hàng trăm người, hàng nghìn người không một tháng, không, đó là chuyện bình thường, đương nhiên thôi các bạn, không. Và các bạn nó cần phải học cách làm sao đó các bạn nó gia tăng được số lượng giới thiệu của mình lên. Thì mỗi ngày đó, các bạn chỉ cần giới thiệu một vài người thôi, các bạn nó có một thu nhập khá là ok rồi nha các bạn. Đó, thì cái ứng dụng này đó, là hỏi là nó có kiếm được tiền hay không thì xin thưa là ok, và nó, bây giờ nó vẫn còn hoạt động. Thì cái cách làm nó như thế nào, cách làm nó làm sao đó, và cái ví Momo thì nó làm được cái gì? Thì một vài những cái tính năng cơ bản như là nó có thể là nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tiền điện nước internet, mua thẻ cào điện thoại, truyền hình cáp, hay là tài chính tiêu dùng chỉ trong một vài cái nút chạm thôi. Hoặc là bạn có thể mua sắm online, vé xem phim, vé máy bay, vé xe, thẻ quà tặng, mua sắm, hay là bạn có thể thanh toán tại quầy, ví dụ là một số cái quầy mà các bạn đi ăn uống cà phê cà pháo này, hay là chuyển tiền siêu tốc. Đó, thì những cái mà Sơn hướng dẫn cho các bạn đó thì các bạn có thể là làm cái này được trong thời gian vừa qua. Ví dụ tiền điện nước, wifi các thứ là Sơn dường như không phải đóng được các bạn, mỗi tháng vài triệu luôn đó các bạn, nhưng hoàn toàn mình được sử dụng miễn phí nhờ cái ứng dụng Momo này thì nó rất là tuyệt vời nhá. Thì bây giờ này Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về quy trình mà mình làm ở đây đó. Thì trước khi mình nói về quy trình làm thì chúng ta rõ ràng với nhau về cái tư duy trước, đó là 6 cái tư duy cần phải có trước. Đó là đầu tiên á, là khi mà chúng ta kiếm tiền trên online như vậy á, thì chúng ta phải có một cái tư duy đó là kiên trì và không lùi bước nha các bạn. Nên á, khi mà chúng ta làm bất kỳ một việc gì cũng vậy thôi, tất cả những ứng dụng mà gần đây nhất Sơn đang chia sẻ cho các bạn, ví dụ Việt Nam Ngày Nay, Báo Hay, hay là về Momo, hay là về P-Network, thì các bạn có thể xem lại ở trên kênh YouTube của Sơn nha. Bạn có thể search từ khóa là kiếm tiền điện thoại Sơn PS này, hoặc là kiếm tiền không vốn Sơn PS thì cũng có thể là tìm được những cái video mà Sơn đã hướng dẫn trước đó rồi. Đó, về những cái cách kiếm tiền online trên điện thoại bằng smartphone ngồi ngay tại nhà, bạn vẫn có thể tạo được thu nhập 10 triệu, 20 triệu một tháng nha. Rồi, cái điều số 2, bạn phải tin tưởng một điều rằng đó là kiếm tiền trên internet là hoàn toàn có thật. Không, bởi vì Sơn đã làm cái điều này cách đây 3 4 năm rồi, và tới điểm hiện tại Sơn đã tạo được rất là nhiều anh em, họ đã tạo được thu nhập khá là lớn từ những hình thức kiếm tiền này, hoàn toàn có thật nha các bạn. Và cái điều số 3 đó là tạo ra cái thu nhập thụ động cho các bạn. Đó, có nghĩa là bạn chỉ cần làm một lần thôi nhưng các bạn vẫn có thể tạo được thu nhập này về sau. Nếu như bạn đã coi về những video hướng dẫn chi tiết này từ Sơn á, thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao đó các bạn có thể tuyển được những cái người thành viên vào trong cái đội nhóm của các bạn, và họ có thể nhập cái mã của bạn để bạn có được thu nhập nhá. Rồi, tiếp theo nữa là cái điều số 4 này, không có đổ lỗi cho người khác.
Bởi vì sao trước giờ chúng ta làm chúng ta hay có cái tư duy rằng là cái điều mà tôi không làm được là bởi vì ông này bà kia hay là do hoàn cảnh. Rồi điều số 5 đó là không gato ganh tị, và điều số 6 đó là liên tục học hỏi. Đó thì chắc chắn rằng là Sơn làm được thì các bạn cũng làm được thôi. Bởi vì sao? Bắt đầu mình làm cũng từ con số không tròn trĩnh, và ngày hôm nay mình ra được kết quả và mình muốn chia sẻ cái điều đó lại cho các bạn đó. Còn ai nói gì thì nói đó, nên nếu bạn thích thích thì các bạn bấm một nút like giúp Sơn cho video này đó. Dĩ nhiên thì sẽ có một vài người nói này nói nọ ở bên dưới video á, đó thì mình cũng không có care lắm, nên á mình hướng tới cái việc là mình giúp đỡ người khác, mình muốn chia sẻ cho những anh em khác cùng làm được, cùng tạo ra kết quả. Sơn làm được thì các bạn cũng làm được như vậy, thậm chí rất là nhiều người họ đã làm được tốt hơn Sơn. Họ đã có những kênh YouTube hàng trăm nghìn lượt đăng ký, vài trăm nghìn lượt đăng ký, và một cái video như vậy họ có thể hàng triệu lượt xem, kiếm được rất nhiều tiền các bạn. Rồi tiếp theo này, trong cái quá trình mà các bạn làm với Momo, các bạn muốn được nhận được tiền thì các bạn cần phải chuẩn bị một vài cái như sau. Các bạn có thể chuẩn bị một cái điện thoại smartphone này, chắc chắn là phải có rồi. Tiếp theo là thẻ ngân hàng ATM, và tốt nhất là cái thẻ Visa đi các bạn. Tiếp theo đó là cái sự kiên trì và tính đều đặn thì dĩ nhiên rồi nha các bạn. Và thời điểm hiện tại thì Momo có liên kết với khoảng 20 ngân hàng. Cái hình ảnh này thì Sơn nó lấy lại từ rất là lâu rồi, cách đây một vài năm rồi. Thì hiện tại nó liên kết với khoảng 20 ngân hàng nha. Nhưng nếu mà mình kết nối thì thường mình sử dụng là Vietcombank này, Vietinbank này, ACB này. Đó thì đây là một vài những cái ngân hàng tiêu biểu để mình có thể kết nối được với cả Momo. Còn lại hiện tại nó đang kết nối với khoảng 20 ngân hàng nha. Đó thì bây giờ mình mới nói về cái các bước để mình có thể kiếm được tiền với Momo và nhận được ngay 100k, được chưa? Thì mình nói là bước số 1, các bạn đã tải cái app Momo về ở trên Android hoặc là iOS. Thì bây giờ các bạn đã coi cái hướng dẫn trước của Sơn đi, xong các bạn nó vừa coi các bạn vừa làm sau nhá. Rồi bước số 2 thì các bạn cần phải đăng ký cái tài khoản và các bạn đăng nhập vào bên trong đó. Thì cái bước này thì nó quá đơn giản rồi, ai cũng có thể làm được hết. Bước số 3 đó là mình nhập cái mã ưu đãi. Thì khi mà các bạn nhập cái mã của Sơn này vào này thì thứ nhất các bạn sẽ được 100.000 từ Momo họ tặng cho bạn. Cái điều số 2 á, thì đây cũng là coi như bạn ủng hộ Sơn đó, bởi vì Sơn cất công Sơn hướng dẫn cho các bạn, Sơn nó bỏ cái thời gian ra để Sơn tìm hiểu ra những cái ứng dụng nào kiếm được tiền, những cách làm sao có thành công được, hay là những cái thời gian đó mình thức khuya dậy sớm thì mình quay video chia sẻ thật với các bạn đó, là Sơn nó bấm máy từ lúc 2 giờ sáng và bây giờ là 8 giờ 20 phút sáng rồi. Đêm qua chưa ngủ và quay rất là nhiều những cái video hướng dẫn về cách kiếm tiền. Thì các bạn quan tâm thì vào vào kênh YouTube của Sơn đó, thì Sơn hướng dẫn rất là chi tiết để các bạn có thể làm được. Đó, luyện tập chịu khó các bạn kiếm được khoảng 3 tới 5 triệu, làm lâu rồi các bạn xây dựng được cộng đồng, có được đội nhóm thì các bạn có thể kiếm được 5 triệu cho tới 20 triệu. Đó còn hơn thế nữa nha. Đó rồi. Bước số 4 này các bạn có thể liên kết với cái tài khoản ngân hàng. Đó, sau đó là bước số 5 các bạn kích hoạt cái tài khoản này và sau đó thì bạn sẽ nhận được 100k. Thì tất cả mọi thứ các bạn làm đâu đó khoảng trong khoảng 5 phút thôi là các bạn đã xong rồi nha. Rồi tiếp theo này. Đó, đó là các bạn đã bước số 1 đây, thì Sơn nói bước số 1 nhá. Bước số 1 này là các bạn tải cái ứng dụng Momo về, nó có trên hệ điều hành Android và iOS nha. Thì nó có tên là ví điện tử Momo này, đó cái giao diện nó như vậy đó các bạn. Rồi tiếp theo này. Qua bước số 2, các bạn đăng ký cái tài khoản và mình đăng nhập vào với nó. Thì để đăng ký tài khoản ở đây á là các bạn nó cần phải nhập cái số điện thoại của bạn vào nha. Nhập cái số điện thoại của bạn vào và sau đó thì Momo sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác thực. Đó, bạn nhập cái mã xác thực vào, sau đó bạn nhập cái mật khẩu 6 chữ số, bạn bấm vào xác nhận là xong đó, xong xong bước 2 nha. Đó, rồi nếu như bạn thấy cái video mà Sơn nói nhanh quá thì bạn có thể bấm vào nút dừng để các bạn có thể làm thao tác tới đâu thì bạn làm tới đấy nhá. Rồi bước số 3, các bạn bấm vào phần mục ưu đãi. Thì đây là cái giao diện trang chủ của nó này, đây là giao diện trang chủ nhá. Thì bước số 3 các bạn sẽ bấm vào cái mục ưu đãi ở đây, phía nhỏ ở đây này, ưu đãi, được chưa? Ưu đãi, cái thanh menu ưu đãi ở đây này. Rồi sau đó thì các bạn đó nhập cái mã trang cái trên cái ô tìm kiếm này, các bạn nhập cái mã của Sơn vào. Thì cái mã này á, nó là 01646513900. Sơn cũng có để lại cái mã, nếu như mà mình có sự thay đổi đó đó thì mình luôn luôn cập nhật cái mã ưu đãi phía bên dưới màn hình để các bạn còn được cái quyền lợi nha. Đấy. Các bạn nhập cái mã là 01646513900. Còn không biết rằng cái thời gian gần đây á, là nó đổi cái đầu số á, thì mình nếu như mà nhập cái mã đó mà thấy không được á, thì các bạn mới nhập cái mã số 2 ở đây, tức là 03451390, hai số điện thoại đều là 1 hết nha. Rồi thì Momo nó hay nói rằng là đây là cái tháng cuối cùng để các bạn nhận được ưu đãi này, nhưng mà thực ra có phải hay không? Xin thưa với các bạn rằng điều đó không phải đâu, bởi vì nó nói với chúng ta cách đây khoảng 3 năm rồi, tháng nào cũng là tháng cuối cùng của họ hết, được chưa? Nên các bạn cứ làm đi, các bạn vẫn sẽ được nhận được tiền 100k nhá. Rồi qua bước số 4.
Bước số 4 này thì các bạn đã, khi mà sau khi mà các bạn đã nhập mã rồi nha, bạn nhớ này, các bạn cần phải nhập mã nha, nếu không mà bạn làm sai là chắc chắn các bạn sẽ không nhận được đâu. Bước số 4 là các bạn liên kết với ngân hàng, thì bạn bấm vào cái phần liên kết tài khoản ở đây. Thì cái phần nó liên kết cũng rất là dễ. Còn nếu như bạn đã gặp cái khúc mắc á, vấn đề á, thì bạn đã bấm vào phần tìm kiếm này. Phần tìm kiếm này, các bạn gõ cái từ khóa là cách liên kết tài khoản. Cách liên kết thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái đề xuất khác nhau, đó là về cách liên kết tài khoản ngân hàng ACB hay là cách liên kết tài khoản ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình làm. Còn nếu như các bạn đã biết rồi thì thực ra cái này quá đơn giản, nên các bạn chỉ cần bấm một nút cách liên kết thôi, liên kết tài khoản thôi, thì nó sẽ ra những cái chỉ dẫn các bạn, bạn chỉ làm từng bước thôi là xong nhá. Rồi thì sau đó là sau cái bước số 4 là chúng ta bước số 5, thì chúng ta cần, trước khi mà các bạn muốn nhận được cái phần quà của nó, thì các bạn phần kích hoạt cái tài khoản. Thì kích hoạt tài khoản như thế nào? Rồi, đầu tiên là các bạn bấm vào phần đó, nạp tiền vào ví, nạp tiền vào ví, và sau đó các bạn đó, nạp tối thiểu là 10.000, nạp tối thiểu 10.000 vào, được chưa? Nạp tối thiểu 10.000 vào cái ví của các bạn. Thì khi mà các bạn đã nạp tối thiểu 10.000 vào cái ví rồi á, thì lúc đó bạn có thể là sử dụng cái số tiền này trước 10k trước thôi, nó chỉ là tối thiểu là 10k thôi nha các bạn. Các bạn hãy nhớ như vậy này, mình cần phải tư duy lớn ra một chút, bởi vì mình đầu tư 10k thôi, mình nhận được 100.000. Nhưng khi mà các bạn giới thiệu được cho 10 người, ví dụ là bạn bè, đồng nghiệp, người thân, anh chị em trong gia đình đi, và cái này nó rất an toàn, các bạn nó rất là lâu rồi, rất là lâu đời rồi. Và nếu như bây giờ các bạn chia sẻ lên Facebook hoặc cá nhân, hoặc là chia sẻ lên Facebook group, các bạn chia sẻ được hàng trăm người, thì các bạn đã kiếm được một vài triệu rồi, thậm chí là một vài chục triệu từ nó. Nên nó bỏ ra 10.000 thì nó rất là nhỏ thôi. Đó, các bạn đã bấm vào phần nạp tiền vào điện thoại này, sau đó các bạn nạp cái 10.000 này vào, nạp cái 10.000 nha. Đó, thì khi mà các bạn đã nạp, có nghĩa là bạn xài tiền với nó đó, bạn xài tiền với nó, thì để nó kích hoạt cái tài khoản này, để chứng minh được cái tài khoản này là tài khoản thật, được chưa? Thì các bạn sẽ nhận được cái số tiền đấy. Thì tương tự y chang như vậy, các bạn đó hướng dẫn cái người mà nhập cái mã của bạn đã làm đúng theo cái bước này. Còn cái mã là cái gì? Cái mã sẽ là cái số điện thoại mà các bạn đã đăng nhập vào đây này. Cái mã sẽ là cái số điện thoại mà bạn đang đăng nhập vào đầu video ở đây, được chưa? Các bạn hình dung đâu? Thì sau đó bạn đã chia sẻ lại, hướng dẫn cho người ta làm theo đúng những cái gì mà vừa nãy Sơn chia sẻ, thì bạn nhận được 100.000, họ nhận được 100.000. Ok chưa nào? Rồi thì Sơn hy vọng rằng là video này đã hướng dẫn cho bạn rất là chi tiết rồi. Nếu như bạn đã thấy rằng nó vẫn còn một vài khúc mắc nào đó, thì bạn có thể bấm vào phần trong danh sách phát này. Đây, bấm vào kênh YouTube của Sơn nha, xong nó chọn vào phần danh sách phát, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái bộ có 4 video về cái ví Momo này. Thì Sơn đã làm cách đây khoảng 3 năm rồi. Về cơ bản thì bây giờ giao diện nó vẫn không thay đổi và cách kiếm tiền nó vẫn như vậy thôi, được chưa? Rồi, thì bạn nếu như bây giờ bạn đã muốn học thêm một vài những cách kiếm tiền khác, view là Clickbank hoặc là kiếm tiền điện thoại, thì bạn hoàn toàn có thể search cái từ khóa cộng với kênh YouTube của Sơn PS vào, thì các bạn sẽ ra được rất là nhiều những video hướng dẫn. Và thời gian gần đây thì Sơn đang hướng dẫn rất là nhiều anh em về cách để làm sao đó có thể kiếm được tiền với Clickbank và tạo được thu nhập 10 triệu, 20 triệu, một vài chục triệu từ nó. Rất là nhiều anh em đã làm được rồi, có cái kết quả và thành tựu ở trên và đã chia sẻ rồi nhá. Đấy, thì bây giờ là Sơn cũng không cần phải chứng minh lại nữa, bởi vì nhiều anh em đã ra cái kết quả thực tế rồi. Thì bạn có thể tham gia vào trong cái group đó là trở thành chiến binh affiliate marketer đỉnh cao cùng với Sơn PS ở đây. Mỗi ngày đều có người xin tham gia rất là nhiều, hàng trăm bạn xin tham gia ở đây, thì Sơn đều duyệt cho các bạn. Thì các bạn có thể là đặt câu hỏi hoặc là hỏi đáp ở trên này, thì đều có cái sự hỗ trợ và hướng dẫn của rất là nhiều người. Đấy, ví dụ này, mình vừa mới kéo xuống này, thời gian gần đây nhất thì có những bạn đã kiếm được tiền này, mỗi ngày kiếm được $100 này, đấy, $49 đô này, $99 đô này, $190 đô này. Đó, hoàn toàn có thể kiếm được một vài chục triệu từ cái Clickbank nha các bạn. Thì trên kênh YouTube của Sơn, Sơn hướng dẫn rất là chi tiết về cách làm sao đó có thể kiếm được tiền rồi. Đây này, hôm bữa thì Sơn có tổng hợp lại và Sơn đăng lên này. Ví dụ bạn này, bạn ấy làm ra đây, thì bạn đó đã kiếm được $70 từ một sale đầu tiên, và bạn ấy mới chỉ có khoảng là 20 khách hàng click vào đường link thôi, đã ra được $70 rồi. Đó là khoảng đâu đó khoảng 1,5 triệu rồi nhá. Hay là bạn này đi, thì bạn ấy làm một ngày thôi, bạn ra được 2 sale, 2 đơn hàng, ra được $67. Đó, $67. Đó. Một bạn này thì bạn đã ra được sale thứ hai rồi này, ra sale thứ hai trong tuần, ra được $63. Đó, đây là những người bạn cũng mới làm mà thôi các bạn, cũng mới làm mà thôi. Đó, thì các bạn có thể tham gia vào trong cái group cộng đồng đó là trở thành chiến binh affiliate marketer đỉnh cao cùng với Sơn PS nha. Đường link thì Sơn đặt ở phía bên dưới. Hoặc là bạn cũng có thể tham gia vào cái group Telegram mà Sơn mới tạo ra. Sơn để lại phía bên dưới đường link mô tả video để tham gia vào trong đó, thì Sơn sẽ thông báo cho các bạn những video mới nhất hoặc là những cái thông tin mới nhất của Sơn nhé. Đấy, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu mà video này có giá trị với các bạn
Đừng quên bấm một nút like và đăng ký kênh YouTube của Sơn. Bấm vào nút hình quả chuông bên dưới video để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, xin chào các bạn.